À, tôi hỏi thăm các anh cái ở đây có bán điện thoại không anh ơi? Ngồi mỗi ông cái điện thoại ngồi nghịch. Vâng, chỉ bán cây thôi. À, bán cây thôi không bán điện thoại. Còn điện thoại là mua cây thì tặng điện thoại. Vâng. Anh em chúng ta thưởng thức cái đôi long lùn này nhá. Đôi long đây. Từ mặt chậu lên đến đỉnh quả phúc khoảng bao nhiêu? 1 mét ạ. Có 1 mét à? Vâng ạ. Tuyệt vời. Và đây là cây thứ hai bên này, này. Hai chậu giống hệt nhau nhé. Hai cây dáng cây đối nhau, rất đẹp, tương đồng nhau. Mà cái tuổi cây của nó cũng tương đối già rồi đấy nha các bác nhìn. Giao lưu giá bao nhiêu anh? 50 triệu một đôi bạn. À, tức là 25 triệu một cây. Bác nào mà alo phát là cứ thế này chạy nhông nhông cái xe đến tại nhà luôn. Vâng. Số điện thoại có sẵn ở trên xe. Vâng, đây lại đang có hội chơi đầu đít. À, một là chia tiền, hai là chơi đầu đít. Vâng. Không không chưa ở đây không có cờ bạc. Không cờ bạc mà chỉ có chia tiền thôi. Bán được cái trà 15 triệu. 15 triệu thì anh em 15 triệu thì chia làm mấy? Chia làm hai thì một ông 7 triệu rưỡi. Thế là được rồi. Thế còn anh ngồi áo trắng ngồi cạnh không được đồng nào? Không được. Châu dìa. Châu dìa không được đồng nào. Đòi cho cái kem này. À thôi cho một cái kem đi. Thôi tôi bảo này 15 triệu đúng không? Ừ. Các ông bỏ cái rưỡi đi còn 14 thôi. À. Thì đưa cho lão 1 triệu lão ăn kem. Kem triệu hết mà được. Vâng, ngoài cái cặp xanh long lùn ra trên cái ô tô này tôi còn thấy có một cây xanh Nam Điền mà bệ dễ đẹp không các bác? Già mịn tít luôn này. Kín mặt chậu luôn này. Cái chậu này kích thước nào hả anh ơi? Chậu này là rộng 1m1, dài 1m3. Vâng. Chậu chữ nhật 1m1, 1m3. À, sở dĩ tôi hỏi kích thước chậu để các bác áng chừng và có cái tỷ lệ đối với cái bệ cây. Coi như kín chậu luôn nhá. Địa y thì phải nói rồi. Bò lên tại ngọn luôn. Cây rất già. Đây là 60 triệu ạ. Số điện thoại của anh bán cây đấy nhá. Hết rồi. Giá hôm nay bao nhiêu vậy? 60 triệu ạ. À. Giá 60 triệu. Vâng. Bao ship toàn quốc chứ? Dạ, bao ship miền Bắc thôi. Các tỉnh phía Bắc thôi. À, từ Thanh Hóa trở ra thôi. Vâng. Rồi. Toàn quốc thì hơi nặng đô. Vâng. À, phía trên ba cái cây xanh mà tôi vừa mới quay cho các bác xem này có cái khẩu hiệu này. Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đấy. Khỏe để thường xuyên chở những cây xanh đẹp như thế này đến chợ Sơn Tây để bán này. Đấy. Đúng không? Tuyệt vời rồi. Người khỏe, cây khỏe. Ờ, uống nước đi. À, tôi nói mà mấy anh ngồi uống nước này cứ tủm tỉm cười. À, chở cây đến đây bán phải có sức khỏe mới chở được ý. Không, ông không mua. Ông đang làm việc. Thank you.
Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi dạo chợ nhé các bác nhá.